Thưa các bạn, đây là cái đường, cái nhà chờ Trung Văn, ở một con đường rất là đẹp. Con đường này con đường Tố Hữu. Thì cảnh sát rất là đẹp đấy nhá, ngay đối diện nhá, quý vị thấy không? Là một những cái nhà cao tầng rất là đẹp. Đấy, các công trình cao tầng. Thì đây, lại có những cái hình ảnh mình bắt gặp hàng ngày ở những cái nơi mà có những cái bãi rác, đó là những cái người nhặt rác cố gắng lọc ra những cái gì có thể bán được và những gì vứt đi. Đấy, và đây là nơi mà cái ý thức của người dân chúng ta, cái nhìn thì nó chỗ là bãi đất trống ấy. Đấy, là đi đổ. Chả cần biết rằng là có ai dọn hay không, tình hình nó như thế nào. Đấy, thì mình chỉ nói các bạn đây là ý thức thôi, đúng không? Đây. Và ở trên những trục đường lắm lúc có những trục đường rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị ạ. Nhiều lúc đi thì mình rất là buồn, nó thật là buồn ấy. Thôi biết sao, bây giờ cái thói quen. Và một bộ phận không nhỏ người dân của chúng ta thì hiện tại bây giờ cái suy nghĩ về rác thải thì nó cũng nghĩ đơn giản. Mọi người không biết rằng ví dụ như cứ vứt ở đây nó hôi thối ra thì nó lại vào môi trường thôi. Mà khi vào môi trường thì quý vị biết là gì đấy, là chính chúng ta hưởng thôi. Mà ngày xưa mình nhớ mãi đó là kiểu như là trong nhà Phật người ta nói là nhân quả đấy. Nhân quả tức thì chứ không phải là nhân quả là sang kiếp sau đâu. Đấy, và gây đến bệnh tật. Tại sao có những cái bệnh tật mà hiện tại bây giờ quý vị thấy rằng hay xuất phát từ châu Phi? Vì người dân châu Phi họ có một cái sinh hoạt rất là thiên nhiên, rất là tự nhiên. Đấy. Thành ra là có từ những cái động vật nó bắt đầu nó truyền tải sang con người. Đấy. Và chị kia thì đang đấy, đang đi bới rác. Bới rác để làm gì? Để kiếm tiền thôi. Đấy, nhìn rất là thương. Nhìn nhiều lúc cái cảnh tượng như này các bạn ạ, buồn lắm. Thôi bọn mình thì cố gắng đi làm những cái việc mà liên quan đến dọn rác để lan tỏa thôi, cố gắng lan tỏa nhất có thể để làm sao để cuộc sống nó trở lên tốt đẹp hơn. Bây giờ một người thay đổi, hai người thay đổi, ví dụ 100 người xem thì 100 người thay đổi là được rồi. Đấy, mình thay đổi dần dần chứ không thể thay đổi ngay được. Thì đó là tất cả những cái gì mình mong muốn thôi. Nói chung là chả có gì để hơn đấy. Đã đi mua, đi bới ra trong đấy. Thế là trở về đây cao su, cá siếc thì đi bán, kiếm ít tiền đấy, cuộc sống bươn trải, nhìn rất là thương đấy. Những cái hoàn cảnh như này thì mình cũng chả biết nói gì hơn. Thương nhiều hơn chứ. Trách chê thì chả có. Mà chính họ là bản thân kia, bới ra kìa. Họ bới ở góc kia ra đấy, quý vị ông này, ra đấy. Tất cả những cái thứ đó. Mời quý vị xem tiếp nhé. Đây là tiếp tục những cái rác mà khi mình nhìn thì mình phát hiện đây toàn rác công nghiệp. Công nghiệp là gì? Có nghĩa là có những cái xưởng may. Thế là họ bắt đầu nhìn thế này là xưởng may hay là cái nơi mà người ta làm về da đấy các bạn, thối lắm, đứng ngay mùi kinh khủng. Đấy, xong mà đốt đấy, tạo thành những cái bãi rác như này. Họ sản xuất đấy các bạn, họ sản xuất xong họ bán, họ kinh doanh. Mà những người kinh doanh nên đã có tiền rồi, tại sao không tính chi phí vào vấn đề để mình mà thuê để những nơi mà ra hẳn, những cái nơi mà bãi rác chuyên nghiệp ấy. Đấy. Và đây là gạch xây dựng. Kia nữa kìa. Quý vị nhìn kìa. Đây là sửa nhà đây quý vị này. Đây là các biển quảng cáo. Mình phát hiện một điều là những cái người mà hay làm quảng cáo ấy là họ thải rác rất là nhiều nhưng mà họ lại rất là lung tung. Suốt ngày họ gọi là đi đổ. Mình đi rất nhiều các bãi rác mà kiểu rộng rộng như này ấy, mà tự phát ấy, thì luôn luôn là những cái vật liệu mà làm cho ngành quảng cáo là nhiều lắm quý vị ạ. Cho nên là đôi khi trong luật pháp chúng ta phải ra những cái điều kiện kinh doanh cho những cái cơ sở mà làm thiết bị quảng cáo chẳng hạn, hay đang làm những biển hiệu quảng cáo ấy, thì họ phải có những cái quy định rõ ràng. Mình phải ép họ chứ không họ cứ thế thôi vứt. Đây, nó vẫn là khu phố đấy đấy các bạn, rất đẹp. Đây quý vị thấy không? Một thành phố rất là hiện đại, đang được chỉnh trang, đang được gọi là tu sửa, đang được xây dựng mới. Thì đây, đâu đó mà không phải là hiếm quý vị ạ. Quý vị có thể tin không? Quý vị đi một đoạn đường, quý vị có thể đi ở chân đường ấy, ví dụ chúng quý vị đi trên đường như này. Đấy. Đi trên đường này thì quý vị không nhìn thấy đâu, những người lái ô tô hoặc là những người xe máy vượt qua đâu. Nhưng mà khi mình đi đến gần thì mình mới thấy nó rất là kinh khủng. Đấy. Thì mình
cũng là trên cái chặng đường đi khảo sát thôi. Đấy, bọn mình phải khảo sát xong bọn mình phải tính toán. Đấy, những cái bãi rác nào có thể làm được, cái chỗ nào làm được, chỗ nào không làm được để tương lai làm. Hoặc là chẳng may có ai xem video này, những cái chức năng người ta sẽ dọn. Tí nữa mình sẽ quay cho các bạn một cái đoạn mà đợt trước mình vừa quay ở Mỹ Đình ấy. Thì khi mà mình quay lên thì khoảng một thời gian, khoảng tầm tuần thôi, mình đã thấy mọi người dọn rất là sạch. Đấy, có thể là có ai đó xem video hoặc có thể là cái kế hoạch người ta có rồi nhưng mà mình không biết chẳng hạn. Đấy, ok, thế nhá, thưa quý vị. Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay nhân tiện thì đón con mình. Thì các bạn nhìn đây, đây là một chủ đường rất là đẹp. Quý vị đây, các nhà cao tầng. Quý vị thấy không? Một ngã tư rất là đẹp. Và đây là đâu quý vị? Đây, cung Điền Kinh Hà Nội. Hà Nội Indoor Game. Đấy quý vị thấy không? Và đây hiện tại đang tổ chức cái Hubblife. Mình theo mình nghĩ đây là cái Hubblife chương trình kỷ niệm 14 năm thành lập Hubblife Việt Nam. Đồng lòng tiến bước vươn xa. Hubblife Life Your Best Life. Đại khái là hãy sống trong cuộc sống tốt đẹp nhất của bạn. Các bạn này, nhìn đây. Các bạn biết là môi trường sống rất quan trọng. Đây, đây là những cái gì mà mình khẳng định, đây là những người ta mắt nhắm mắt mở, chính quyền mắt nắm mắt nhở cho những người khó khăn, cho những cuộc sống khó khăn thật sự luôn, cho những đôi vợ chồng khó khăn hay là những cá nhân ở đó để kinh doanh kiếm tiền. Thì đây, sau khi kinh doanh kiếm tiền xong, tổ chai nhỏ đây, đấy quý vị thấy không, nó vứt lại, nó để lại một đống rác không thèm dọn. Đây quý vị thấy không, nó rõ ràng trong cuộc sống bây giờ mình biết 100% nhà nước tập trung vào chính quyền rất mất nhà nước, nói như là những cái thành phần mà có cuộc sống kém, đôi khi có những cái thành phần mà đã phạm tội, ví dụ như đã từng phạm tội hay là từng nghiện hút, đi trại ra không ăn việc làm, thôi thì chính quyền mất nhắm mắt mở thôi, mà kinh doanh là tốt rồi. Hoặc là đôi khi có những người có cuộc sống cũng không được gọi là may mắn cho lắm, nhưng đây cái ý thức của họ ấy. Thì tại sao họ đuổi kinh doanh ở vỉa hè ở Việt Nam, tôi nói thật các bạn đã sai đây. Mà quý vị nhìn này, cỏ này người ta cắt đẹp như thế này, người ta cắt đẹp như thế này. Để quý vị đây, quý vị thấy khó chịu không? Mình nói thật tổ cha nhà mày, mày gấu nào cũng gấu, mình chửi luôn. Đấy, ở đoạn này này, hôm nay ngày bao nhiêu? Thưa quý vị, hôm nay mình ngày mùng 1 đấy, tháng 11 đấy, tao chửi đấy. Đấy, trên kênh tao ấy, có số điện thoại đấy, mày thích gọi. Nếu mà chẳng may mày xem, để tao gặp mày, tao xem mày là ai. Sống vô ý thức. Cơ quan chính quyền của tao vẫn nhắm mắt mở, tạo điều kiện cho rồi. Nhưng đây, tổ cha mà nói chửi như vậy thì mình không chửi vậy được. Điện, làm quá các bạn. Chính quyền thì mất nhà mất mở cho mở cửa hàng xong vứt bố đấy. Quý vị thấy không? Mai ra gặp chúng. Đấy, quý vị nhìn này. Nhà nước thì muốn làm xanh sạch đẹp, cả một phố ta đẹp như này. Đây quý vị thấy không? Rất là hiện đại. Bắt thì loại la lên này, những cái thành phần này bắt thì la lên là bảo là nhà nước không lo được cái gì ABC. Thế xong là đấy, chúng nó cũng thế này. Quý vị bảo thế này, quý vị cho mình một cái đấy, để tôi trả lời một cái comment, có ức chế không? Clean up Việt Nam, Việt Nam clean up khó chịu, bản thân mình và anh em rất là khó chịu. Mình sẽ quay lại cùng anh em, nếu mà nó không dọn thì bọn mình dọn thôi, nhưng mà thật sự ức chế. Để xem tối mai nào nha quý vị nhé. Cái video này mình sẽ làm, đây là video đầu tiên, không thì tối mai tiếp tục.